lời tựa đầu tiên của sách giảng rộng bài văn âm chất. Kinh dịch nói rằng, nhà nào thường làm việc thiện, ắt sẽ được nhiều điều tốt đẹp. Kinh thư viết, làm việc thiện được hưởng trăm điều tốt lành. Sách Tả Thị Xuân Thu cũng gọi là Tả Truyện hay Tả Thị Xuân Thu Truyện, do Tả Khâu Minh viết ra nên gọi là Tả Thị. Cũng có nói, việc họa phúc vốn không ai định trước, chỉ là do con người tự chuốc lấy. Thế nên biết rằng, những việc tốt lành hay tai họa vốn là lẽ tất nhiên trong trời đất. Tôn chỉ của Tam giáo, chỉ Nho giáo, Phật giáo và Lão giáo, tức Đạo giáo, vốn không khác nhau, đều cùng một lý. Nhà Nho khi nghe đến thuyết nhân quả là do nhà Phật nói ra, liền quy cho những chuyện như thuận đạo tốt, nghịch đạo xấu, nhân quả theo nhau như bóng với hình, như tiếng vọng với âm thanh, hết thảy đều là của nhà Phật. Lại cho rằng người chết rồi không còn có đời sau, làm thiện làm ác đều không có báo ứng. Nhưng ví như người không tin nhân quả thì chẳng có gì phải sợ sệt, rốt cùng hắn chỉ muốn làm kẻ tiểu nhân mà thôi. Đức Văn Xương Đế Quân hiện thân hiền thánh trong đời để thuyết pháp, soạn ra bài văn âm chất để răn dạy người đọc sách, ngay từ đầu đã viết rằng: ta trải qua 17 đời đều sinh ra làm kẻ sĩ. Như vậy rõ ràng, đời này quyết còn có đời sau, chưa từng dứt mất. Tiếp đó lại viết: người giữ lòng lành được như ta, trời ắt ban phúc. Cho thấy, chuyện thiện ác rõ ràng là có báo ứng, không mảy may sai lệch. Đến cuối bài lại viết: ngưỡng vọng thánh hiền xưa, thận trọng xét mình không lầm lỗi, hết thảy việc ác quyết không làm, hết thảy việc lành xin dâng theo. Thật càng biểu hiện rõ, chưa từng thấy ai có tấm lòng thương đời cứu người hết sức khó nhọc, chân thành chí thiết đến như thế. Quả không phải việc nhà Nho chúng ta có thể gánh vác chu toàn. Chẳng sợ làm hỏng việc mất sao? Tiên sinh Chu An Sĩ đọc qua hết các sách của Tam giáo, chọn lọc các luận điểm của trăm nhà, rồi mang bài văn âm chất của Văn Xương Đế Quân ra phân tích từng câu từng chữ thật tường tận, đưa vào các chú giải, chú thích hết sức rõ ràng minh bạch, lại giảng rộng thêm vào những chỗ ý thú chưa trọn vẹn, phát huy những nghĩa lý mầu nhiệm trước đây chưa từng được nghe, gạn lọc bỏ đi những chuyện tầm thường hủ bại, diễn vong không đúng thật, dứt khoát phá trừ những kiến thức thiển cận, hạn hẹp. Như thế suốt thông hơn 10 vạn câu, lấy tên là giảng rộng bài văn âm chất. Tiên sinh Tiêu Tụng Hy đọc qua, hết sức ngợi khen thích thú. Chỉ lấy làm tiếc vì việc khắc bản in còn dở dang chưa được nửa phần, lập tức đứng ra khởi xướng quyên góp cho việc này. Tiếp theo lại được các ông Cố Thọ Kỳ, Kim Nghiêu Phong, La Doãn Mai hợp lực hỗ trợ, huynh đệ tiếp nối nhau cùng gắng sức nên việc được thành tựu. Khi việc khắc bản hoàn tất, Chu tiên sinh muốn tôi viết cho lời tựa. Tôi đọc qua sách này rồi cảm thán rằng: tiên sinh đã có thể thương xót, dùng lời răn dạy để sửa lỗi cho những kẻ sai lầm. Các vị huynh đệ lại có thể cùng nhau quyên góp giúp sức, làm nên việc tốt đẹp cho người đời. Tâm lành hội tụ, càng thêm huy hoàng lợi lạc. Chỉ mong sao những ai có duyên may được đọc sách này đều tự thân ra sức thực hành, tự mình hướng thiện, rồi dẫn dắt người khác cùng nhau tiến lên. Những lời vàng ngọc của đế quân, nguyên tác dùng chữ Nguyên Hoàng là một danh xưng khác để chỉ Văn Xương Đế Quân, không thể để đi vào quên là ắt phải được rộng truyền đến tất cả những kẻ có lòng, đâu chỉ giới hạn ở 5-3 người quân tử. Tôi thật kỳ vọng ở việc này lắm thay. Lâu Đông Đường Tốn Hoa kính ghi. Đường Tốn Hoa, tên thật là Thật Quân, biệt hiệu Đông Giang,
Về già lấy hiệu là Tức Lư Lão Nhân. Ông sinh năm 1634, mất năm 1723. Từng đậu tiến sĩ vào năm Khang Hy thứ 27, năm 1688. Ông có để lại tập Đông Giang Thi Sao. Phần 1. Giảng rộng bài văn Âm Chất. Quyển thượng. Nguyên tác Hán văn. Âm Chất văn Quảng Nghĩa. Quyển thượng. Việc dịch và chú giải Nguyễn Minh Tiến. Đế quân nói rằng: ta trải qua 17 đời sinh ra làm kẻ sĩ có quyền thế, chưa từng bạo ngược với dân, tàn khốc với thuộc cấp, thường cứu người khi nguy nan, giúp người khi khẩn thiết, thương xót người cô độc, khoan thứ kẻ lỗi lầm, rộng làm những việc phúc thiện, tích âm đức, thấu tận trời xanh. Nếu ai có thể giữ tâm hiền thiện như ta, ắt được trời ban phước. Trời ban phước lành là cách diễn đạt theo thuyết thiên mệnh hay thiên định, cho rằng mọi việc hòa phúc của mỗi người đều do trời định, vốn là thuyết của Nho gia. Tuy nhiên, khi đạo Phật được truyền rộng khắp Trung Hoa, thì những người học Phật đã nhận hiểu thuyết này theo cách hơi khác đi, rằng tuy mọi việc hòa phúc là do trời định, nhưng không phải một sự quyết định tùy tiện, mà là căn cứ vào những việc thiện ác mỗi người đã làm. Hiểu theo cách này thì ông trời chỉ còn là một đại diện của nguyên lý nhân quả, vốn theo Phật dạy là tự nó vận hành. Những người theo lão giáo hay đạo giáo thì cụ thể hóa việc này qua niềm tin về sự ghi chép những việc thiện ác của mỗi người trong sổ Nam Tào, để Ngọc Hoàng căn cứ theo đó mà ban phúc giáng họa. Chính sự trộn lẫn giữa Nho, Phật, Lão như thế đã giúp cho các thuyết thiên mệnh và nhân quả đều đồng thời tồn tại mà không mâu thuẫn với nhau. Do đó mà ta có lời răn dạy mọi người rằng: sư du công giữ việc xử án, xây cổng lớn đợi xe bốn ngựa, họ đầu giúp đỡ muôn người, một cội sinh năm cành quế, tông giao cứu đàn kiến, trúng tuyển càn nguyên, thúc ngao chôn sát rắn, sao làm tể tướng. Các sự tích này đều được Đại sư Ấn Quang trích lại từ các thư tịch cổ, đưa vào đầy đủ trong phần bổ khuyết. Muốn tạo ruộng phước rộng sâu, ắt phải dựa vào một tấm lòng này. Ngày ngày thường dùng các phương tiện làm đủ mọi việc lành, tích âm đức, lợi người lợi vật, làm thiện tích phước, chính trực thay trời hành đạo dạy người, mở rộng lòng từ, vì nước cứu dân. Đối xử với người phải giữ lòng trung, với cha mẹ ông bà phải hiếu thảo, với anh em phải giữ lòng kính trọng, thương yêu lẫn nhau, với bạn hữu phải giữ lòng tin cậy, hoặc phụng chân triều đẩu. Niềm tin của đạo giáo cho rằng phải thờ phụng các bậc chân nhân, lễ bái các vị tinh tú, cho rằng các vị ấy được Ngọc Đế giao cho việc cai quản, dạy dỗ hoặc thưởng phạt người đời, hoặc thờ Phật học kinh, thường nhớ nghĩ làm theo lời Phật dạy, báo đáp bốn ơn sau. Bốn ơn sau tức tứ trọng ân. Kinh Phật dạy rằng mỗi người đều có bốn ơn sau phải báo đáp, bao gồm: thứ nhất, ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục, cũng bao gồm ông bà tổ tiên đã nhiều đời truyền nối để có thân ta. Thứ hai, ơn chúng sinh tương trợ tương tác để ta có cuộc sống như hiện nay. Vì mỗi người quanh ta đều có sự đóng góp nhất định cho sự sống của ta. Cũng có thể hiểu đơn giản hơn là ơn cộng đồng xã hội đã cho ta môi trường sống tốt đẹp. Thứ ba, ơn quốc vương, hiểu theo ngày nay tức là những người lo việc giữ gìn diền mối, trật tự trong xã hội, giữ cho đất nước ta được thanh bình, ổn định và phát triển. Thứ tư, ơn Tam Bảo đã chỉ ra cho chúng ta con đường chân chánh để noi theo, để có thể làm người hiền thiện, đạt được an vui trong cuộc sống, sự giải thoát khỏi luân hồi. Theo sách Thích Thị Yếu Lãm,
thì bốn ân nặng của người xuất gia được giải thích hơi khác biệt hơn, bao gồm: một, ơn cha mẹ; hai, ơn thầy tổ sư trưởng; ba, ơn quốc vương người trị nước; bốn, ơn thí chủ, những người chu cấp cho ta tu hành. Tuy nhiên, ở đây cũng có thể hiểu ơn thí chủ tức là ơn chúng sinh như đã giải thích trên, và ơn thầy tổ cũng chính là ơn tam bảo. Như vậy thì hai cách giải thích này cũng có sự tương đồng chứ không mâu thuẫn. Thực hành rộng khắp theo tam giáo, giúp người khẩn cấp như cá mắc cạn, cứu người nguy nan như chim bị lưới xiết, thương xót trẻ mồ côi, giúp đỡ người quá bùa, kính trọng người già, thương kẻ nghèo khó, chu cấp cơm ăn áo mặc cho người lỡ đường đói rét, giúp quan quách cho nhà nghèo khó để thi hài người chết được ấm cúng. Nhà giàu sang phải nâng đỡ thân thích, mất mùa đói kém phải cứu giúp lối sớm, cân đo phải công bằng, không được bán ra non thu giàu già, với kẻ dưới phải khoan thứ, không nên khắc nghiệt soi mói. Nên góp phần in ấn đồng truyền kinh sách, xây dựng chùa chiền tu viện, giúp thuốc thang cứu người bệnh khổ, giúp nước uống giải cơn khát cho người, hoặc bỏ tiền mua vật sống phóng sinh, hoặc ăn chay từ bỏ sự giết hại. Mỗi khi cất bước phải chú ý quan sát để không dẫm đạp các loài côn trùng, không đốt lửa gây cháy rừng cháy núi. Đêm tối giúp người đi đường có đèn soi sáng, sông rộng giúp thuyền bè đưa người qua lại. Không dùng lưới bắt các loài chim thú trên cạn, không dùng thuốc độc bắt các loài cá tôm dưới nước. Tuy cũng là sát sinh hại vật, nhưng hai hình thức này tàn độc hơn hẳn các hình thức săn bắn khác. Vì giăng lưới thì chim thú các loài đều bị bắt, đánh thuốc thì tôm cá lớn nhỏ đều bị sát hại. Đánh bắt như vậy thì muôn vật trên cạn dưới nước đều phải nhanh chóng cạn kiệt. Môi trường cũng do đó bị tàn hại, không dễ khôi phục. Không giết thịt trâu cày, không vứt bỏ giấy có chữ giết, không mưu mô lấy tài sản người khác, không ganh tị với người có tài năng kỹ xảo, không tư tình tà niệm với vợ người, không xúi dục người trong việc tranh tụng, không hủy hoại đường danh lợi của người khác, không làm tan vỡ chuyện hôn nhân của người, không vì chuyện thù oán riêng mà làm cho anh em nhà người sinh chuyện bất hòa, không vì chút lợi nhỏ cho riêng mình mà khiến cha con người khác trở thành xung khắc, không dựa vào quyền thế làm nhục kẻ hiền lương, không ỷ mình giàu sang khinh rẻ người cùng khốn. Gặp người hiền thiện phải thân cận gần gũi, vì có thể giúp ta tăng thêm đức tốt của tâm, hạnh lành của thân. Gặp người xấu ác phải xa lánh ngay, vì chỉ trong chớp mắt có thể mang đến cho ta tai họa khôn lường. Thường phải tu tập dẹp trừ điều xấu ác, phát huy những việc tốt lành, miệng nói ra những lời đúng thật thì trong lòng không được nghĩ điều sai quấy. Phát dọn gai gốc lùm bụi chướng ngại đường xá, dọn sạch đá gạch ngăn giữa lối đi. Đường xá gập ghềnh đã lâu năm thì góp sức tu sửa sang phẳng. Sông rộng có ngàn vạn người thường qua lại thì ra công bắt cọc. Lấy tình thương ngỏ lời dạy bảo sửa lỗi cho người, quyên góp tiền bạc giúp người thành tựu những điều tốt đẹp. Làm việc gì cũng noi theo đạo lý, nói ra lời nào cũng thuận với lòng người, kính ngưỡng bậc thánh hiền tiên triết, dù đi đứng nằm ngồi vẫn thường nghĩ nhớ. Cẩn thận giữ gìn phẩm hạnh, để lúc một mình tĩnh tâm không thấy có gì phải hổ thẹn với lòng. Hết thảy việc ác quyết không làm, hết thảy việc lành xin dâng theo. Vĩnh viễn không gặp điềm dữ, thường thường được thiện thần giúp đỡ. Phước báo đến nhanh thì tự thân được hưởng, chậm thì lưu lại đến con cháu. Trăm điều phúc lành đồng thời đến, ngàn việc tốt đẹp hội tụ về. Chẳng phải nhờ việc tích tạo âm đức mà được như thế đó sao? Phần bổ khuyết. Tiên sinh An Sĩ biên soạn sách này, từ những lý lẽ, sự kiện cho đến văn chương ý nghĩa đều trọn vẹn chu đáo. Tuy nhiên, có năm sự việc đáng lưu ý là: 1. Quá thân sau cùng của đế quân; 2. Du công giữ việc sự án; 3. Đầu thì giúp đỡ muôn người; 4. Tống giao cứu kiến; 5. Thúc ngao chôn xác rắn. Tiên sinh khi khảo xét các chuyện này, hoặc vì có những chuyện chưa từng được chính thức ghi chép, hoặc vì có những chuyện thấy đã đăng tải đầy đủ nơi các sách khác, người đời sau đều rõ biết nên lược bỏ đi. Thế nhưng như thế thì những người chưa từng đọc qua nhiều sách vở hẳn không thể biết được những chuyện này. Đây quả thật là một điều hết sức đáng tiếc cho đời sau. Vì vậy, nay căn cứ vào các bản chú thích, dẫn chứng của bài văn âm chất để ghi chép thêm vào bản in lần này các chuyện nói trên,
khiến cho sự thật được rõ ràng. Nhưng cũng chỉ là y theo nguyên văn mà chép lại, không sửa đổi gì cả. Thích Ân Hoàng kính ghi. Hóa thân sau cùng của đế quân. Đế quân sinh vào đời nhà Tấn. Triều đại nhà Tấn kéo dài từ năm 266 đến năm 420, phân ra làm hai thời kỳ là Tây Tấn từ năm 266 đến năm 316 và Đông Tấn từ năm 317 đến năm 420. Phần sau nói rõ hơn rằng đế quân sinh vào năm 287, tức khoảng gần cuối thời kỳ Tây Tấn. Họ Trương, tên Á, tổ tiên vốn người đất Việt, sau giờ về đất Thục, sống ở Tử Đồng, Tứ Xuyên. Ngài lớn lên tuấn tú nho nhã, tính tình phóng khoáng, độ lượng, văn chương diễm tuyệt, sáng rõ mà khoáng đãng, trở thành bậc thầy nơi đất Thục. Cảm khái trước thời cuộc bất ổn lúc bấy giờ, Ngài lên đường chu du phương xa. Về sau, những môn nhân đã từng theo học liền cùng nhau lập đền thờ Ngài, đề tên là Văn Xương Quân. Vào đời nhà Đường, hai vị vua là Đường Huyền Tông. Đường Huyền Tông trị vì từ năm 712 đến năm 756, gặp loạn An Lộc Sơn tạo phản vào năm 755. Và Đường Hy Tông. Đường Hy Tông trị vì từ năm 873 đến năm 888, gặp loạn Hoàng Sào vào khoảng năm 874. Khoảng cuối năm 880, phải bỏ kinh thành Trường An chạy đến Thành Đô. Sang đến năm 885 mới về lại Trường An. Năm 886, ông lại gặp nội loạn giữa các tướng lãnh, phải bỏ Trường An chạy đến Hưng Nguyên. Đến năm 888 mới trở lại Trường An, chỉ được một tháng thì mất. Nhưng khi đánh giặc loạn, cha vợ đích thục đều được Ngài Hiển Linh bảo vệ giúp đỡ. Giặc Yên vua xuống chiếu phong Ngài là Tấn Dương. Hai vua sống cách nhau hàng thế kỷ. Ở đây không nói rõ vua nào xuống chiếu phong. Tuy nhiên, xét rằng nếu Huyền Tông đã có chiếu phong, thì Hy Tông phải gia phong mới đúng. Do đó, chiếu phong Tấn Dương có lẽ của Đường Hy Tông. Người đời sau tôn xưng là đế đều là do nơi lòng tôn kính đối với Ngài. Du công xử án, xây cổng lớn, đợi xe bốn ngựa. Du công sinh vào thời nhà Hán, người quận Đông Hải, thuộc Đàm huyện, ngày nay là Đàm Thành, thuộc tỉnh Sơn Đông. Cách phân chia địa giới hành chánh của Trung Hoa thời ấy là mỗi tỉnh chia thành các huyện, mỗi huyện chia thành các quận. Giữ chức quan coi việc xử án trong huyện. Quận Đông Hải có người thiếu phụ quá chồng, hết sức hiếu thảo, quyết lòng ở dậy thủ tiết thờ chồng, nuôi dưỡng mẹ chồng vô cùng chu đáo. Mẹ chồng thương, sợ mình làm cản trở việc tái giá của con dâu, liền treo cổ tự vẫn. Đứa con gái bà lại vu cáo rằng cô con dâu đã bức tử mẹ chồng. Người quá phụ kia không sao tự mình biện bạch. Du công biết là án quan, cố sức bảo vệ, nhưng quan thái thú kia ấy chẳng nghe lời. Người quá phụ bị xử tội chết. Liền sau đó, quận Đông Hải bị hạn hán suốt 3 năm. Nhân khi có quan thái thú đến thay, Du công mang vụ án quan trình lên. Quan thái thú nhờ ông đến trước mộ người quá phụ hiếu thảo bị quan mà cúng tế. Ngay sau đó trời đổ mưa lớn. Du công làm việc, mỗi khi đưa ra nhận định, phán đoán, quyết án đều được người dân kính phục nghe theo. Cổng lớn nhà ông bị đổ, các vị phụ lão hương thân cùng nhau kéo đến bàn việc xây lại. Du công nói, nên làm cổng sao cho xe bốn ngựa sau này có thể đi qua được. Xe do bốn ngựa kéo là loại xe lớn, xưa chỉ các quan chức bậc cao, nhà quyền thế mới có được. Nhà Vu Công khi ấy không có xe bốn ngựa, nhưng ông tin rằng mình làm nhiều việc thiện, lợi lạc dân chúng, tích chứa âm đức, nên con cháu sau này chắc chắn sẽ được hưng thịnh như thế. Ta giữ việc xử án, tích chứa nhiều âm đức, chưa từng quyết xử oan uổng, con cháu sau này ắt phải hưng thịnh. Sao con trai ông có công lớn với nước nhà, quả nhiên làm đến chức thừa tướng, được phong tước Bình Tây Hầu. Con cháu đời đời được nối truyền giữ chức ngự sử đại phu. Họ Đầu giúp đỡ buôn người, một cội sinh năm Cành Quế. Thời Ngũ Đại, ở đây chỉ thời Hậu Chu. Ngũ Đại của Trung Hoa lúc bấy giờ bao gồm các triều Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn
Hậu Hán và Hậu Chu. Đầu Vũ Quân, người Yên Sơn, nay thuộc huyện Mật Vân, tỉnh Hà Bắc, đã hơn 30 tuổi mà chưa có con. Một hôm, nằm mộng thấy ông nội đã mất, hiện về dạy rằng: "Con chẳng những là không có con mà còn yếu mạng nữa, nên sớm lo tu dưỡng phước đức, cầu chuyển mệnh trời." Đầu Vũ Quân do chuyện ấy mà nỗ lực làm nhiều việc thiện. Có người giúp việc trong nhà, lấy trộm của ông 200.000 đồng tiền. Chuyện dở lỡ, liền tự viết giấy bán đứa con gái nhỏ để bồi quan. Giấy viết rằng: "Tôi bán đứa con gái này vĩnh viễn để bồi thường vào khoản tiền thiếu nợ." Vậy sao người này lại trốn đi mất? Đầu Vũ Quân thương xót, liền đốt giấy nợ, nhận đứa con gái ấy làm con nuôi. Lớn lên lại lo chu đáo việc chọn nơi gả chồng. Những người thân thích nội ngoại, nhà ai có tang mà nghèo túng không thể lo liệu, ông đều xuất tiền giúp việc mai táng. Nhà ai có con gái không đủ tiền lo việc cưới gả, ông cũng xuất tiền giúp cho. Ông tính toán thu nhập trong mỗi năm, giữ lại vừa đủ chi dùng trong năm, còn bao nhiêu đều mang ra giúp đỡ người khác hết. Sinh hoạt trong gia đình lại hết sức cần kiệm, không vàng ngọc trang sức, không thê thiếp nàng hầu. Ông lập một thư viện ở góc phía nam trong nhà, sưu tầm được đến hơn 1.000 quyển sách, rồi mời thầy đến mở lớp dạy học cho những học trò mồ côi hoặc nghèo khó ở khắp nơi, cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu ăn học. Những người nhờ ông giúp đỡ như thế về sau được hiển đạt rất nhiều. Chẳng bao lâu sau, ông liên tiếp sinh được 5 người con trai, tất cả đều thông minh tuấn tú. Sau đó, ông lại nằm mộng thấy ông nội hiện về nói: "Từ nhiều năm nay, con làm được những việc công đức lớn lao lắm. Tình con này đã được ghi trên sổ thiên tạo, con sẽ sống thêm được 3 kỷ nữa." Theo cách tính ngày xưa thì mỗi kỷ là 12 năm, do đó 3 kỷ là 36 năm. 5 đứa con rồi đây đều sẽ được vinh hiển, con nên cố gắng làm việc thiện nhiều hơn, không được lười nhác, thối thất tâm lành xưa nay. Vậy sao con trưởng của ông lại đậu nghi, làm đến chức lễ bộ thượng thư? Con thứ là đậu nghiễm, làm đến lễ bộ thị lang. Con thứ ba là đậu khảng, làm quan tả bổ quyết. Con thứ tư là đậu xưng, làm tả gián nghị đại phu, được tham gia những việc chính sự quan trọng. Còn thứ năm là đậu hy, làm quan khởi cư lang. 8 người cháu sau đó cũng đều được vinh hiển phú quý. Ông thọ đến 82 tuổi. Một hôm không bệnh, trong lúc đang cùng thân quyến trò chuyện cười nói, bỗng an nhiên mà đi. Bậc danh sĩ là Phùng Đạo có bài thơ tặng ông như sau: "Yên Sơn đầu thập lang, giáo tử hữu nghĩa phương, linh xuân nhất du lão, đan quế ngũ chi phương." Tạm dịch: Yên Sơn có đầu Vũ Quân, dạy con theo đạo nghĩa nhân ký tình. Cha lành một cội quy linh, sinh con hiện hết 5 cành quế thơm. Do điển tích này mà người đời sau thường dùng 5 cành quế để chỉ việc tích âm đức, sinh con cháu hiển vinh. Tống Giao cứu kiến, trúng tuyển Trạng Nguyên. Đời nhà Tống có 2 anh em là Tống Giao, Tống Kỳ. Một hôm đang cùng ngồi đọc sách, có vị tăng nhìn thấy, xem tướng mạo rồi nói: "Người em sẽ chiếm bản Khôi Nguyên, người anh cũng sẽ đậu cao." Mùa xuân năm sau, vị tăng ấy gặp lại, vui mừng nói với người anh là Tống Giao rằng: "Con hẳn đã từng cứu sống được 100 vạn sinh linh." Tống Giao bật cười nói: "Con là học trò nghèo khổ, có sức đâu làm được việc như thế." Vị tăng nói: "Không nhất thiết phải là việc cứu người, dẫu muôn loài trùng bọ có sự sống đều kể là sinh mạng." Tống Giao nói: "Có một tổ kiến bị mưa lớn tràn ngập, con lấy cành trúc làm cầu cứu sống đàn kiến, có lẽ là việc ấy chăng?" Vị tăng nói: "Quả đúng vậy rồi, do chuyện này mà năm nay em con tuy vẫn chiếm Khôi Nguyên, nhưng cuối cùng rồi con không thể kém nó." Đến kỳ công bố kết quả thi, quả nhiên Tống Kỳ đậu Trạng Nguyên. Triều đình lập biểu chương trình lên Thái Hậu. Thái Hậu xem qua, cho rằng em không thể đặt trên anh, liền phóng bút sửa bài Tống Giao thành đệ nhất, còn Tống Kỳ thì từ đệ nhất thêm vào một nét thành đệ thập. Kỳ ấy mới biết lời Di Tăng nói quả nhiên không sai. Thúc Ngao chôn rắn sau làm tể tướng. Tôn Thúc Ngao, người nước Sở, thuở thiếu thời thường đi chơi đó đây. Một hôm nhìn thấy con rắn có 2 đầu, liền giết đi rồi đem chôn. Về nhà lo buồn bỏ ăn. Người mẹ gàn hỏi sự việc, Thúc Ngao khóc mà nói rằng:
Con nghe người ta nói rằng ai nhìn thấy rắn hai đầu ắt phải chết. Hôm nay con đã nhìn thấy, sợ rằng phải chết mà bỏ mẹ. Người mẹ hỏi, hiện giờ con rắn ấy ở đâu? Thúc Ngao đáp, con sợ có người khác nhìn thấy nó mang hại, nên đã giết mang chôn đi rồi. Người mẹ nói, đừng lo, mẹ nghe nói rằng người làm việc tích âm đức ắt được báo ứng tốt đẹp. Con ngày sau ắt sẽ được hưng dượng nơi đất sở này. Quả nhiên về sau Tôn Thúc Ngao làm lệnh doãn. Chức lệnh doãn của nước Sở tương đương với tể tướng, là quan đứng đầu trong triều đình, giữ quyền chính nước Sở. Thư mục kinh sách tham khảo trong Tam Giáo: A Dục Kinh Dương, A Xà Thế Dương Thọ Quyết Kinh, Bắc Ngụy Sử, Bách Duyên Kinh, Bà Sa Luận, Bộ Hư Kinh, Bút Thừa, Cảm Ứng Thiên Khuyến Trừng Lục, Các An Phủ Cựu Chí, Chánh Pháp Niệm Xứ Kinh, Chiết Phục La Hán Kinh, Chu Lễ, Chu Thư Dị Ký, Cổ Sử Đàm Quyển, Côn Sơn Nguyện Chí, Công Quá Cách, Danh Thần Ngôn Hành Lục, Di Lặc Hạ Sanh Kinh, Đại A Di Đà Kinh, Đại Bảo Tích Kinh, Đại Bát Niết Bàn Kinh, Đại Bát Nhã Kinh, Đại Phương Quảng Tổng Trì Kinh, Đại Quyền Bồ Tát Kinh, Đại Tạng Nhất Lãm, Đại Tập Kinh, Đại Trí Độ Luận, Đạo Tạng Pháp Luân Kinh, Đạo Tạng Toàn Tập Chú, Đồng Nhân Phủ Chí, Đường Thư Giải Thoát Yếu Môn, Hán Pháp Bổn Nội Truyện, Hán Thư Hiền Ngu Nhân Duyên Kinh, Hiện Quả Tùy Lục, Hộ Pháp Luận, Hoa Nghiêm Kinh, Quang Chánh Bị Lãm, Hoằng Minh Tập, Hoàng Minh Thông Ký, Học Sĩ Yếu Châm, Khởi Thế Nhân Bổn Kinh, Khổng Tử Tập Ngữ, Kim Cang Kinh Giải, Kim Sử, Kim Thang Biên, Kinh Luật Dị Tướng, Lăng Nghiêm Kinh, Lão Tử Thăng Nguyện Kinh, Lập Thế A Tỳ Đàm Luận, Lâu Tháng Chánh Pháp Kinh, Lâu Chí Trưởng Giả Kinh, Lễ Ký, Liệt Tử, Linh Bảo Kinh, Lương Cao Tăng Truyện, Lương Hoàng Bảo Sám, Lương Thư, Mặc Tử Truyện, Minh Báo Thập Di, Minh Tường Ký, Mộng Khê Bút Đàm, Nam Xương Phủ Chí, Nghiệp Báo Sai Biệt Kinh, Ngũ Mẫu Tử Kinh, Nhật Minh Bồ Tát Kinh, Nhật Tri Lục, Phân Biệt Công Đức Kinh, Pháp Cú Dụ Kinh, Pháp Giới An Lập Độ, Pháp Hoa Kinh, Pháp Hỷ Chí, Pháp Quyển Châu Lâm, Phát Giác Tịnh Tâm Kinh, Phật Tổ Thông Tải, Phó Pháp Tạng Kinh, Phước Báo Kinh, Quần Tiên Châu Ngọc, Quảng Nhân Lục, Quảng Từ Biên, Sa Di Luật, Sử Ký Chánh Nghĩa, Sử Lâm, Tả Truyện, Tam Giáo Bình Tâm Luận, Tam Thiên Phật Danh Kinh, Tấn Thư, Tạp Bảo Tàng Kinh, Tạp Thí Dụ Kinh, Thái Thường Thanh Tịnh Kinh, Thánh Học Tông Truyện, Thiền Bí Yếu Kinh, Thiên Nhân Cảm Thông Kỹ, Thọ Đề Già Kinh, Thư Kinh, Thượng Phẩm Đại Giới Kinh, Thượng Thanh Kinh, Thượng Trực Thượng Lý Biên, Thụy Châu Phủ Chí, Thủy Sám Duyên Khởi, Tiểu Học, Tiêu Ma An Chí Kinh, Tịnh Minh Chân Kinh, Tô Châu Phủ Chí, Tỏa Di Quảng Kiến, Tống Sử, Triều Giả Thiêm Tải, Trúc Sông Tam Búc, Đường Sanh Yếu Chỉ, Truy Môn Sùng Hành Lục, Truyền Đăng Lục, Tú Hổ Hiên Thứ Tập, Tứ Phần Luật, Tư Trì Thông Giám, Tùng Giang Phủ Chí, Tùy Đường Kỹ Sự, Tùy Thư, Ưu Bà Tắc Giới Kinh, Dân Cấp Thất Tiên, Văn Hiến Thông Khảo, Vận Ngữ Dương Thu, Văn Xương Quá Thư, Viên Châu Phủ Chí, Xuất Diệu Kinh, Xương Lê Văn Tập. Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.